Mới đây, truyền thông Mỹ đưa tin một chiếc xe đầu kéo mất thắng đã tông liên hoàn nhiều phương tiện trên cao tốc, sau đó lao thẳng vào đại lý ô tô bên đường rồi bốc cháy ngùng ngục. Vụ tai nạn xảy ra ở quận Tuel, tiểu bang Utah, Mỹ, ngày 4 tháng 11 giờ địa phương. Cảnh sát cho biết chiếc xe đầu kéo đã bị mất thắng, khiến nó lao như tên bắn trên đường. Tài xế xe tải đã cố gắng tránh các phương tiện dừng lại ở ngã tư. Sau khi tông hàng loạt xe, chiếc xe tải tiếp tục lao thẳng vào một đại lý xe Ford bên đường và bốc cháy. Nhiều người trong đại lý xe đã kịp chạy ra ngoài, có vài người bị thương. Tài xế chiếc xe đầu kéo đã nhảy ra khỏi xe và bị thương nhẹ. Theo cảnh sát, sau vụ tai nạn có 11 người bị thương và 33 phương tiện bị hư hỏng. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cảnh sát điều tra. du khách Việt kể lại trải nghiệm kinh hoàng khi chứng kiến vụ xả súng tại trung tâm thương mại Siam Paragon, Thái Lan, khiến hai người thiệt mạng. Tiếng súng vang lên trong trung tâm thương mại Siam Paragon ở Bangkok, Thái Lan, chiều ngày 3 tháng 10 phá tan sự náo nhiệt vốn có của khu mua sắm nổi tiếng. Trên tầng 4, Nguyễn Trọng Lâm, 28 tuổi, chủ một thương hiệu thời trang tại thành phố Hồ Chí Minh, nghe thấy ít nhất 3 tiếng súng ngay cửa hàng bên cạnh. Buổi làm việc của Lâm và hai cộng sự trước khi gặp đối tác thời trang nước ngoài lập tức bị hủy bỏ. Bảo vệ nhanh chóng hướng dẫn đoàn người đang rối loạn tinh thần. La hét ầm ĩ, Trốn vào nhà vệ sinh, tiếp tục một tiếng đoàn nữa, Lâm nhớ lại, vô cùng hoảng loạn. Những người Thái bên cạnh nói cho anh biết vừa xảy ra một vụ xả súng, khắp nơi là tiếng kêu gào, tiếng bước chân tháo chạy, các cửa hàng trong trung tâm thương mại đồng loạt đóng sập hai lớp cửa chống đạn, và nhà phát đi thông báo khẩn cấp bằng tiếng Thái và tiếng Anh. Cảnh sát Thái Lan triển khai đội đặc nhiệm đến hiện trường, tiếp cận từng người và hướng dẫn họ đến nơi an toàn, một người bạn của Lâm trên tầng 3 gọi anh chạy theo lối thoát hiểm để ra bên ngoài. Theo phản xạ, Lâm cố giữ bình tĩnh, cùng hai nhân viên chạy thật nhanh xuống tầng trệt vừa mở cửa cầu thang anh nhìn thấy cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ tòa nhà nhóm giơ tay lên cao ra dấu hiệu là nạn nhân cần được hỗ trợ cảnh sát bảo chúng tôi lên taxi hoặc bất kỳ phương tiện nào để thoát nạn đúng lúc thấy một chiếc túc túc chúng tôi nhảy lên lâm nói người tài xế nhiệt tình đưa nhóm thoát khỏi đám đông hỗn loạn đường phố trước siam paragon tắt cứng bầu trời bangkok lúc này đổ cơn mưa lớn người dân và du khách vừa bỏ chạy vừa la hét hôm đó đúng là một ngày buồn của bangkok lâm nói đến một con hẻm nhóm người Việt chạy sâu vào bên trong, tạm trú ẩn cùng những người khác chờ nghe ngóng tình hình. Họ nghe thấy tiếng khóc của nhiều nữ sinh Thái Lan. Học sinh trong vụ việc xảy ra tại trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân, Hà Nội, đã đi học trở lại vào sáng nay sau chỉ đạo khẩn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, sau khi nắm được thông tin học sinh ca, tên học sinh đã thay đổi, lớp 12A3 trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân, Sóc Sơn, bị yêu cầu nghỉ học do lỗi nhắn tin xúc phạm nhà trường của bố, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có chỉ đạo khẩn, yêu cầu nhà trường cho học sinh đi học trở lại, nhận định về sự việc này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Trần Thế Cương nêu quan điểm, học sinh có tội tình gì mà đình chỉ học. Việc này không thể chấp nhận được. Ông Cương nói thêm, ngày tối qua chúng tôi đã chỉ đạo, yêu cầu nhà trường phải để học sinh được đến lớp, không vì lý do mâu thuẫn gì đó giữa nhà trường và phụ huynh mà để học sinh không được đi học, sáng ngày 5 tháng 10, MK đã đến trường. Ông Hát, phụ huynh MK, xác nhận thông tin này với phóng viên dân trí. Ông Hát cho biết thêm, Tính đến thời điểm hiện tại, gia đình chưa nhận được bất kỳ văn bản nào về việc đình chỉ học con ông, cũng không không văn bản nào cho con ông đi học trở lại, cả việc cho con tôi nghỉ học lẫn việc gọi con tôi đi học đều do giáo viên chủ nhiệm thông báo qua điện thoại với vợ tôi. Tuy nhiên chúng tôi có ghi âm cuộc gọi để chứng minh việc nhà trường yêu cầu con tôi nghỉ học ngày hôm qua, 4 phần 10, ông Hát khẳng định, cũng trong sáng nay, ông Hát đã chủ động đến trường Trung học Phổ thông Lạc Long Quân với mong muốn được nói chuyện với nhà trường. Theo lời ông Hát, tiếp ông là chủ tịch hội đồng quản trị buổi nói chuyện tập trung vào nội dung tin nhắn của ông trên nhóm lớp, chủ tịch hội đồng quản trị cho rằng tin nhắn của tôi là bôi nhọ nhà trường. Tôi khẳng định là không. Nếu nhà trường muốn pháp luật vào cuộc để phân giải thì tôi hoàn toàn đồng ý. Ông Hát cho hay, về tâm lý của con trong ngày trở lại trường, ông Hát cho biết con có biểu hiện bất ổn, không còn tự tin như trước, hôm qua cháu nằm cả ngày không thiết ăn uống. Hôm nay cháu đi học với tâm trạng lo lắng. Tối ngày 4 tháng 10, ông Hoàng Văn Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cương Giáng, cho biết lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đang tích cực hỗ trợ gia đình tìm kiếm bé trai Đậu Tuấn Hưng, 4 tuổi, bị mất tích trước đó. Trong quá trình này, đôi dép của bé Hưng được phát hiện tại bờ sông Lạch Kèn, gần khu vực Cống Đá Bạc. Vị trí này gần với khu vực bé mất tích ở thôn Đại Đồng, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Sau đó, hơn 100 người dân cùng lực lượng chức năng đã dùng lưới và thiết bị tìm kiếm bé tại sông suốt nhiều giờ. Xong, đến lúc này, vẫn chưa có kết quả, ông Hà thông tin, trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 3 tháng 10, bé Hưng đi cùng ông nội đến nhà người thân ở thôn Đại Đồng, xã Cương Giáng chơi, tại đây, bé ra ngoài cổng nhà chơi rồi bỗng dưng mất tích. Gia đình, người thân cùng bà con lối xóm hốt hoảng tìm kiếm khắp nơi. Một người thân cho hay, bé Hưng đang sống cùng ông bà nội, còn bố mẹ bé đi lao động ở Hàn Quốc, sau khi tiếp nhận đơn trình báo của gia đình, công an huyện Nghi Xuân, công an xã Cương Giáng phát thông báo tìm trẻ lạc trên phương tiện thông tin đại chúng. Theo thông báo này, bé đậu tuấn hưng cao khoảng 90 cm, nặng 17 kg. Trước khi mất tích, bé mặc áo màu xanh nước biển, quần đùi màu đen. Ngày 7 tháng 10, đại diện phòng tham mưu công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết phòng cảnh sát hình sự PC02 phối hợp các phòng nghiệp vụ liên quan vừa triệt phá đường dây môi giới mại dâm cho người nước ngoài, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hai người là Khổng Minh Trí, Song Ti hôm về hành vi chứa mại dâm, đồng thời bắt khẩn cấp và tạm giữ tám người gồm Kim Gia Díp Dung Jong Han, Yi e o Han, Yiu Ung Jang, Quốc tịch Hàn Quốc, Lê Thị Vân, Lê Thị Tố Huyên, Nguyễn. Thị sinh, Trương Thái Thanh Hồng về hành vi môi giới mại dâm. Ô tô đưa đón khách tận nơi, phòng PC-02 phát hiện một nhóm người Hàn Quốc có biểu hiện tổ chức môi giới mại dâm cho người nước ngoài tại nhà hàng Luxury Business Club, đường Phạm Thái Bường, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 3 tháng 10, Trung tá Nguyễn Thành Hưng, trưởng phòng PC-02, trực tiếp chỉ đạo các lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh công an quận 7 chia thành nhiều mũi ập vào kiểm tra nhà hàng này. Qua kiểm tra, công an phát hiện nhà hàng móc nối với trí đặt khách sạn cho bốn cặp khách mua dâm. Người Hàn Quốc, tiếp viên của nhà hàng đi bán dâm tại khách sạn T. SL trên đường Phan Khiêm Ích, phường Tân Phong, quận 7, làm việc với công an, nhóm người khai bốn khách mua dâm người Hàn Quốc sau khi ăn uống, hát karaoke tại nhà hàng, được quản lý người hàng tên Yi Han, Diêu Ơ Ung Giang và Madam, người Việt Lê Thị Vân, Lê Thị Tố Huyên môi giới mua dâm với bốn tiếp viên nữ của nhà hàng giá bán dâm 3,8 triệu đồng, khách, một đêm, tại công an, song ti hôm khai nhận vì ham lợi nên đã chỉ đạo cho quản lý người Hàn Quốc, Madame, người Việt điều tiếp viên nữ của nhà hàng đi bán dâm, mục đích kéo khách, tăng doanh thu, lợi nhuận về cho nhà hàng. Đồng thời, quy ước các ám hiệu né tránh việc theo dõi của cơ quan chức năng như đánh số 0, 1, 2 vào sổ chấm công hàng ngày, song ti hôm giải thích tiếp viên không đi bán dâm sẽ ghi số 0, tiếp viên đi bán dâm qua đêm sẽ ghi số 1, tiếp viên đi bán dâm về liền sẽ ghi số 2. Theo hình ảnh từ camera, vào khoảng 22 giờ 25 phút tối ngày 3 tháng 10, một nam thanh niên đeo khẩu trang, lẻn vào một nhà hàng hải sản trên đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội, đối tượng giáo giác nhìn xung quanh rồi đưa tay vào bể nước nằm ở sát cửa, lấy đi một con tôm hùng lớn. Đoạn clip dài hơn một phút đã tố cáo toàn bộ hành động xấu của kẻ gian, đại diện nhà hàng hải sản cho biết, con tôm bị trộm là giống tôm hùng Úc khoảng 3,5 kg, giá gần 9 triệu đồng, lợi dụng thời điểm tối muộn, các bàn khách đã về hết, chỉ còn vài nhân viên trực. Đối tượng đã nhanh chóng ra tay, qua hành động có thể thấy tên này chắc cũng vài lần vào check-in theo dõi, xác định trọng tôn hùng rồi, đây là hành động có chủ đích. Nhờ cộng đồng mạng sẽ giúp để tìm ra tên trọng này. Xin cảm ơn, đoạn clip sau khi đăng tải đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Cộng đồng mạng bày tỏ sự bất bình trước hành động xấu của tên trộm, đúng miếng ăn là miếng tồi tàn, có đến nỗi nào đâu mà lại làm trò ấy, giữa thủ đô mà cũng dám ăn trộm được, đúng là liều, lại khổ các chú bảo vệ. Đền con tôn hùng này thì hết tháng lương, trích một số bình luận chia sẻ với báo chí sáng ngày 9 tháng 10 đại diện nhà hàng xác nhận vụ việc đang được giải quyết đến hiện tại vẫn chưa tìm thấy đối tượng Trọng Tôn Hùng chủ nhà hàng đã trình báo công an phường Dịch Vọng Hậu về sự việc. Bước đầu, Nguyễn Thanh Sơn, 34 tuổi, nghi phạm bắt cóc bé gái 3 tuổi ở Long An đã khai nhận, động cơ bắt cóc con gái anh LTT để đòi tiền chuộc là do cờ bạc dẫn đến nợ nhiều người. Sau khi nhận được 975 triệu đồng từ gia đình nạn nhân chuyển vào tài khoản, Sơn đã chuyển khoản trả nợ cho 12 người với số tiền 337 triệu đồng, số tiền còn lại vẫn còn trong tài khoản. Ngay lập tức, công an triển khai các biện pháp nghiệp vụ để thu hồi số tiền mà gia đình đã bị đối tượng chiếm đoạt. Chúng tôi đã xác định được 12 người mà đối tượng bắt cóc đã trả nợ. Trong ngày 4 tháng 10, chúng tôi đã mời những người này lên thông báo số tiền nhận chuyển khoản từ đối tượng Sơn là do phạm tội mà có nên yêu cầu trả lại. Cơ quan cảnh sát điều tra đã thu hồi lại toàn bộ số tiền này để trao trả lại cho gia đình bị hại, Thượng tá Trần Bình Trọng, trưởng phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Long An cho biết, sáng ngày 5 tháng 10, anh LTT và vợ là chị B, D, hát ẩm theo con gái LMC 3 tuổi, là nạn nhân trong vụ bắt cóc, có mặt tại trụ sở phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An để nhận lại tiền đồng thời bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với lực lượng công an tham gia phá án. Giải cứu an toàn cho con gái anh chị. Hiện tâm lý bé C đã ổn định, liên tục cười nói vui vẻ, anh T cho biết khi biết con gái bị bắt cóc thì gia đình vô cùng hoảng hốt, lo lắng tột độ, đứng ngồi không yên. Đặc biệt, gần đây có theo dõi qua báo chí về sự việc bắt cóc trẻ em ở Hà Nội lại càng làm gia đình hoang mang hơn, cũng may báo công an kịp thời nên đã sớm truy tìm bắt được đối tượng, giải cứu được bé thành công, an toàn. Tận đáy lòng Tôi xin chân thành cảm ơn các chiến sĩ công an ở các đơn vị. Các anh đã tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân. Anh T xúc động. Cự tuyệt báo chí, hiệu trưởng trường tiểu học tại thành phố Hồ Chí Minh có học sinh bị gãy ngón tay nghi do cô giáo đánh và lãnh đạo phòng giáo dục đào tạo quận chỉ làm việc cùng phụ huynh, đề nghị cho giải quyết nội bộ. Vụ việc nghi giáo viên đánh gãy ngón tay học sinh vẫn đang gây xôn xao, bức xúc dư luận, nhất là khi thông tin từ phụ huynh và nhà trường chưa đồng nhất phủ nhận thông tin này, bà Nguyễn Thị Cẩm Thanh Trà, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, giải thích, việc bé MK bị gãy tay là do cô giáo sơ ý, khi đang dạy cô vô tình gõ thước trúng tay học sinh. Để làm rõ những thông tin trên, 15 giờ 20 phút ngày 11 tháng 10, nhiều phóng viên báo chí đến văn phòng trường này để đặt lịch làm việc với hiệu trưởng. Tại đây, hiệu trưởng cho biết, nhà trường chuẩn bị làm việc với phụ huynh, Buổi làm việc có cả lãnh đạo phòng giáo dục đào tạo quận Tân Bình, bà Trà từ chối để báo chí dự họp nhưng hứa hẹn nếu phóng viên chờ được tới muộn sẽ thông tin rõ ràng mọi việc sau khi họp. 16 giờ 20 phút, chị VTT, phụ huynh bé MK đến trường nhưng từ chối làm việc riêng với hiệu trưởng vì đã trao đổi nhiều lần nhưng chưa thấy kết quả giải quyết. Chị VTT đề nghị họp với sự chứng kiến của báo giới để đảm bảo khách quan, minh bạch. Hiệu trưởng Nguyễn Thị Cẩm Thanh Trà nêu phương án mời cô giáo NTS, người bị tố làm gãy ngón tay bé MK, cùng làm việc với cả phụ huynh, lãnh đạo ủy ban nhân dân phường 11, đại diện cơ quan công an, y tế phường. Nhưng sau khi rời đi đã không quay lại. 18 giờ cùng ngày, ông Phan Văn Quang, trưởng phòng giáo dục đào tạo quận Tân Bình, có mặt tại trường thuyết phục phụ huynh làm việc riêng trước. Ông Quang hẹn sẽ trao đổi thông tin sau cuộc làm việc này, tuy nhiên, khoảng 30 phút sau, chỉ có phụ huynh bé MK quay trở lại phòng nơi báo giới đang chờ. Trưởng phòng giáo dục đào tạo quận đã lặng lẽ ra về. Hiệu trưởng trường cũng thoái thác việc thông tin như đã hẹn trước đó. Chị VTT cho biết, tại cuộc họp, nhà trường và lãnh đạo quận Tân Bình đề nghị phụ huynh cho cho nội bộ giải quyết chiều ngày 16 tháng 10, công an thành phố Hà Nội tổ chức họp báo, thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ cô gái 17 tuổi bị giết, phân xác, phi tan xuống sông Hồng. Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Duy Khanh, 38 tuổi, quê Thái Bình, về tội giết người, phân xác đựng trong thùng xốp rồi đi taxi để bỏ xuống sông Hồng. Theo thông tin từ công an thành phố Hà Nội, ngày 10 tháng 10, Khanh hẹn chị HIN đến nhà Khanh tại phòng 5A8A tỏa S2, 12 tại một khu đô thị ở xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội khi vào trong phòng khách khanh và chị n xảy ra mâu thuẫn nên khanh đã lấy dao nhọn đâm nhiều nhát vào vùng ngực cô gái này sau khi chị n chết khanh đã lấy dao phân xác nạn nhân thành nhiều phần rồi cho toàn bộ các phần thi thể vào bên trong thùng xốp màu trắng dùng băng dính dán kín lại sau đó khanh gọi điện thuê xe taxi anh lnt lái xe hãng taxi chở khanh mang theo thùng xốp bên trong dựng thi thể chị n đi đến miếu bản thuộc thôn giang cao xã bát tràng huyện gia lâm hà nội khi đi đến bậc dẫn lên xuống sông hồng khu vực miếu bản làng gian cao thì khanh bảo anh tê dừng xe và nhờ anh tài xế taxi bê giúp thùng xốp xuống xe để thùng xốp ở tại bậc lên xuống sau khi anh tài xế lái xe rời đi khanh một mình bê thùng xốp đựng thi thể chị n xuống sông hồng để phi tan khanh vứt một số phần thi thể xuống sông hồng và chôn giấu một phần thi thể ở mép sông hồng sau khi thực hiện xong việc phi tan thi thể nạn nhân khanh đã liên hệ với tài xế lnt quay lại đón và đưa khanh về chung cư ngay sau khi về đến chung cư khanh đã lấy xe máy đi đến cầu thanh trì vứt hai chiếc điện thoại của chị n xuống sông hồng giấu chiếc túi sách dép của nạn nhân ở nhà trọ tại thôn hai xã bát tràng gia lâm hà nội Đến chiều ngày 12 tháng 10, do lo sợ thi thể nạn nhân bị phát hiện, Khanh đã đến chợ gần khu vực ngã tư Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội mua 125.000 đồng tiền xi măng mang đến khu vực giấu thi thể với mục đích phủ xi măng lên phía trên nơi giấu thi thể chị N, do khu vực nơi giấu thi thể có đông người qua lại nên Khanh mang xi măng về nhà đến rạng sáng ngày 13 tháng 10, Khanh một mình quay lại vị trí nơi giấu thi thể nạn nhân và đổ xi măng phủ lên phía trên để che giấu, chiều cùng ngày khi biết được thông tin cơ. Quan công an đã phát hiện thi thể của chị N. Khanh đã đi đến bến xe Giáp Bát, đi xe khách bỏ trốn về Thái Bình. Đến khoảng 23 giờ ngày 14 tháng 10, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với công an tỉnh Thái Bình bắt giữ tại duy khanh khi nghi phạm đang lẩn trốn tại nhà riêng ở xã Đồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Quá trình vây bắt, đối tượng khanh đã dùng dao tự thương. Các lực lượng chức năng đã đưa nghi phạm đến bệnh viện cấp cứu. Hiện khanh đã tỉnh táo và khai nhận hành vi phạm tội. Chị CHT ngủ tại Hà Nội cho biết, công ty bắt đầu làm việc từ 8 giờ đến 17 giờ 30 phút. Số tiền bị phạt trên là hậu quả của 8 lần chị đi muộn, tổng 96 phút và hai buổi về sớm, dù có sự xét duyệt của trưởng nhóm, tổng 137 phút thời điểm nhận việc, công ty thông báo mức phạt cho lỗi đi muộn hàng tháng được tính theo công thức như sau: lương cơ bản chia cho số ngày công thực tế, chia cho 8 giờ làm hành chính, tiếp tục chia cho 60 số phút mỗi giờ, rồi nhân cho số phút đi muộn, nhân 100%, tuy nhiên, hầu hết những quy định như vậy đều chỉ thông báo bằng miệng chị T phải làm việc gần 6 tháng mà chưa có hợp đồng lao động với lý do công ty mới thành lập, ngày 2 tháng 10 vừa qua, giám đốc thông báo chị T đi muộn quá nhiều và cần chấn chỉnh lại. Đến ngày 3 tháng 10, chị bất ngờ bị sa thải từ cuộc gọi của giám đốc công ty mà không nhận được bất kỳ quyết định sa thải hay biên bản xử lý vi phạm nào, trong lúc đang bối rối, chị T nhận được bản lương tháng 9 và thêm bàn hoàng thấy bản thân bị phạt hơn 4,6 triệu đồng. Tôi yêu cầu công ty giải quyết vì không có quyền phạt số tiền lớn như vậy với người lao động nhưng kế toán thông báo sếp đã duyệt. Không thể giải quyết, Tôi cố gọi cho sếp nhưng người này không nghe máy. Chị T nói, theo chị T, văn phòng công ty nằm ở một tòa chung cư, không có thang máy riêng nên chị thường xuyên phải chờ thang máy rất lâu, dẫn đến việc đi trễ. Một số đồng nghiệp khác mắc lỗi tương tự, cũng phải cắn răng chịu phạt số tiền lớn, sau hai ngày bị sa thải, chị T vẫn chưa nhận được tiền lương từ công ty. Trong cảnh bất ngờ thất nghiệp, chị phải vay mượn tiền người thân, bạn bè để tạm chi trả phí sinh hoạt, thông thường ngày năm hàng tháng sẽ được nhận lương nhưng nay đã quá hạn tôi vẫn chưa thấy tiền. Tôi định sẽ dùng số tiền còn lại sau khi bị trừ phạt để trả nợ mà thực tế giờ khoản tiền này cũng chưa thấy. Chị T, bức bối, theo luật sư Trần Minh Hùng, đoàn luật sư, việc doanh nghiệp phạt tiền người lao động là không đúng với quy định pháp luật. Sau chục năm thuê nhà, vợ chồng chị Ngọc Bích, quê ở Thái Bình, tiết kiệm được 800 triệu đồng. Nhà chỉ có kế hoạch mua căn hộ chung cư khoảng 2 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng thu nhập của hai vợ chồng là 30 triệu đồng một tháng và có một con nhỏ. Như vậy, chỉ phải vay tới 1,2 tỷ đồng mới đủ khả năng mua nhà chị đang khoan khoan về kế hoạch tài chính thế nào để vừa mua được căn nhà đầu tiên, vừa đảm bảo chi tiêu và trả nợ hàng tháng. Bà Nguyễn Thị Thùy Chi, chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân, tư vấn đầu tư và quản lý gia sản SIGT có những tư vấn cho chị Bích. Bà Chi cho hay, do chưa nắm được tuổi tác, công việc, độ ổn định của thu nhập, chi phí hàng tháng, các tài sản khác đang có, tình hình nợ vay khác của gia đình chị Bích. Chuyên gia sẽ tập trung vào khía cạnh tiết kiệm để trả nợ vay và việc quản lý rủi ro khi vay. Với gia đình trẻ, có một con nhỏ như gia đình chị Bích, thu nhập khoảng 30 triệu đồng một tháng, mức tiết kiệm tốt nhất để vừa đảm bảo thực hiện được mục tiêu tài chính vừa đáp ứng các nhu cầu chi tiêu trong cuộc sống sẽ khoảng 30-40% thu nhập, mỗi tháng gia đình chỉ bích cần tiết kiệm được số tiền từ 9-12 triệu đồng. Mức tiết kiệm 12 triệu đồng một tháng cần khá nhiều kỷ luật của gia đình, bà Chi phân tích, giả sử chị bích vay với mức lãi suất chỉ 8% một năm, thời hạn vay 25 năm thì số tiền trả gốc và lãi hàng tháng đã là 12 triệu đồng một tháng trong những năm đầu tiên vay nợ, việc dùng 100% số tiền có thể tiết kiệm hàng tháng để trả ngân hàng khiến bạn sẽ không còn một khoản có giảng dự phòng cho những trường hợp lãi suất biến động, những thay đổi trong cuộc sống khiến chi phí tăng lên, cũng như không có cơ hội để đầu tư vào những tài sản khác. Đây là một điều rất rủi ro cho gia đình chị, với tất cả những yếu tố trên, bà Chi khuyên vợ chồng chị Bích nên chờ một thời gian tích lũy thêm, hoặc lựa chọn căn hộ có giá trị thấp hơn nếu khả thi, có thể chọn mua nhà trên dưới 1,5 tỷ đồng. Ngày 14 tháng 10, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nam thanh niên đến cửa hàng điện thoại sau đó nhanh tay đánh cháo điện thoại mô hình lấy iPhone 14 Pro Max. Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 25 phút ngày 12 tháng 10 tại cửa hàng điện thoại trên đường 3 tháng 2, phường 10, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Theo clip, một nam thanh niên đeo khẩu trang, mang túi vải đến cửa hàng nói trên hỏi mua điện thoại iPhone 14 Pro Max. Sau khi nhân viên đưa điện thoại ra, người này yêu cầu nhân viên đi lấy phụ kiện sau đó nhanh tay lấy một chiếc hộp có sẵn trong túi vải để lên bàn rồi lấy điện thoại iPhone 14 Pro Max của cửa hàng. Đánh cháo thành công, nam thanh niên vừa nghe điện thoại, rồi rời khỏi hiện trường. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại. Theo chủ cửa hàng điện thoại, sau khi người này rời đi, nhân viên vẫn thấy hộp điện thoại giống hệt nên vẫn không hay biết. Đến khi kiểm tra kỹ mới phát hiện điện thoại đã bị cháo, bên trong hộp chỉ có điện thoại mô hình giá khoảng vài trăm nghìn đồng. Chiếc điện thoại bị đánh cháo trị giá khoảng 24 triệu đồng. Bảy người con chia làm hai phe, đưa nhau ra tòa giành quyền nuôi mẹ đã 86 tuổi. Những gì tệ hại nhất của đối phương được hai bên phô bày trước tòa để chứng minh sự bất hiếu, vô đạo đức không xứng đáng nuôi mẹ, vụ kiện tụng giành quyền nuôi mẹ thật khác biệt bởi nhiều thẩm phán bảo chưa từng gặp. Nhiều người tò mò hỏi đồng nghiệp của mình ở nhiều tỉnh khác nhưng cũng chưa tìm ra sự việc tương tự. Ngày 30 tháng 9, tòa án nhân dân huyện Nghĩa Hành Quảng Ngãi tiếp tục buổi xét xử vụ án tranh chấp quyền nghĩa vụ chăm sóc nuôi dưỡng mẹ và yêu cầu chấm dứt hành vi cản trở quyền. Nghĩa vụ chăm sóc nuôi dưỡng mẹ, phiên tòa được mở từ ngày 21 tháng 9, kéo dài đến ngày 30 tháng 9 với 3 buổi xử. Dù tranh luận từ buổi xét xử đầu tiên nhưng đến buổi xử thứ ba, nguyên đơn và bị đơn đều yêu cầu chủ tọa phiên tòa tiếp tục cho tranh tụng. Theo trình bày của các đương sự tại phiên tòa, nguyên đơn có 4 người, bị đơn có 3 người. Tất cả là con ruột của cụ bà đã 86 tuổi. Từ lúc đến tòa, hai phe đã không nhìn mặt nhau bị đơn đứng trước sân tòa còn nguyên đơn đi thẳng vào phòng xử không khí căng thẳng khởi đầu bằng ánh mắt không mấy thiện cảm họ trao nhau bắt đầu phiên xử đại diện nguyên đơn hỏi bị đơn những câu như chất vấn chuyện người con của bị đơn dính án hình sự bị đơn nói không trả lời nhiều câu hỏi khó tiếp tục được nguyên đơn đặt ra khiến bị đơn phải to tiếng tôi đề nghị không hỏi chuyện cá nhân vụ kiện này dành quyền nuôi mẹ những câu hỏi phải liên quan vụ việc những câu hỏi nguyên đơn đưa ra nhằm để chứng minh với tòa là bị đơn bất hiếu không có đạo đức trong đó có những câu hỏi của Nguyên Đơn về người cha đã mất với lý do chúng tôi đòi quyền nuôi mẹ xuất phát từ việc bị đơn đối xử không tốt với cha. Xin cho tôi được nói. Lập tức những cái liếc mắt, trời môi được phía bị đơn hướng về phía Nguyên Đơn, bị đơn hỏi Nguyên Đơn, anh trai mình, từ năm 2017 cha gãy chân nằm tại nhà, ông có chăm sóc ngày nào không? Nguyên Đơn trả lời, con mày dọa đánh nên tao không về chăm. Bảy người con chia làm hai phe, đưa nhau ra tòa giành quyền nuôi mẹ đã 86 tuổi những gì tệ hại nhất của đối phương được hai bên phô bày trước tòa để chứng minh sự bất hiếu, vô đạo đức không xứng đáng nuôi mẹ, vụ kiện tụng giành quyền nuôi mẹ thật khác biệt, bởi nhiều thẩm phán bảo chưa từng gặp. Nhiều người tò mò hỏi đồng nghiệp của mình ở nhiều tỉnh khác nhưng cũng chưa tìm ra sự việc tương tự. Ngày 30 tháng 9, tòa án nhân dân huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi tiếp tục buổi xét xử vụ án tranh chấp quyền nghĩa vụ chăm sóc nuôi dưỡng mẹ và yêu cầu chấm dứt hành vi cản trở quyền. Nghĩa vụ chăm sóc nuôi dưỡng mẹ, phiên tòa được mở từ ngày 21 tháng 9 kéo dài đến ngày 30 tháng 9 với ba buổi xử. Dù tranh luận từ buổi xét xử đầu tiên nhưng đến buổi xử thứ ba, Nguyên Đơn và Bị Đơn đều yêu cầu chủ tọa phiên tòa tiếp tục cho tranh tụng, theo trình bày của các đương sự tại phiên tòa, Nguyên Đơn có 4 người, Bị Đơn có 3 người. Tất cả là con ruột của cụ bà đã 86 tuổi. Từ lúc đến tòa, hai phe đã không nhìn mặt nhau. Bị Đơn đứng trước sân tòa, còn Nguyên Đơn đi thẳng vào phòng xử. Không khí căng thẳng khởi đầu bằng ánh mắt không mấy thiện cảm họ trao nhau. Bắt đầu phiên xử đại diện nguyên đơn hỏi bị đơn những câu như chất vấn chuyện người con của bị đơn dính án hình sự bị đơn nói không trả lời nhiều câu hỏi khó tiếp tục được nguyên đơn đặt ra khiến bị đơn phải to tiếng tôi đề nghị không hỏi chuyện cá nhân vụ kiện này dành quyền nuôi mẹ những câu hỏi phải liên quan vụ việc những câu hỏi nguyên đơn đưa ra nhằm để chứng minh với tòa là bị đơn bất hiếu không có đạo đức trong đó có những câu hỏi của nguyên đơn về người cha đã mất với lý do chúng tôi đòi quyền nuôi mẹ xuất phát từ việc bị đơn đối xử không tốt với cha xin cho tôi được nói lập tức những cái liếc mắt, trời môi được phía bị đơn hướng về phía nguyên đơn, bị đơn hỏi nguyên đơn, anh trai mình, từ năm 2017 cha gãy chân nằm tại nhà, ông có chăm sóc ngày nào không? Nguyên đơn trả lời, con mày dọa đánh nên tao không về chăm. Vụ việc liên quan đến việc vận động viên đội tuyển trẻ bóng bàn Việt Nam không được đảm bảo chế độ ăn đủ dinh dưỡng đã được xử lý bước đầu, trong ngày 3 tháng 10, Cục Thể dục Thể thao đã làm việc đồng thời với các huấn luyện viên, vận động viên, lãnh đạo đội cũng như bộ phận hậu cần tại khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, nơi đội tuyển trẻ bóng bàn Việt Nam sinh hoạt và tập luyện, vận động viên để xác minh thông tin được đăng tải trên báo chí, qua đó giải trình và báo cáo lên Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Theo nguồn tin của thanh niên, trong hôm nay 4 tháng 10, toàn bộ ban huấn luyện đội tuyển trẻ bóng bàn Việt Nam đã bị cho thôi việc, bao gồm huấn luyện viên trưởng Bùi Xuân Hà và trợ lý. Lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vào chiều ngày 4 tháng 10 đã khẳng định với báo Thanh niên là sẽ làm nghiêm vụ việc bộ sẽ làm rõ trách nhiệm của phòng phụ trách thể thao thành tích cao hai cục thể dục thể thao trung tâm huấn luyện thể thao hà nội khu liên hợp thể thao quốc gia và sẽ có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với những cá nhân tập thể có liên quan đến vụ việc gây bức xúc dư luận bộ văn hóa thể thao và du lịch yêu cầu rà soát lại kế hoạch tập huấn của các đội tuyển trẻ nâng cao trách nhiệm của bộ phận có liên quan tuyệt đối không để xảy ra sự cố như ở đội bóng bàn trẻ việt nam theo tìm hiểu của thanh niên trong số các vận động viên của đội tuyển bóng bàn trẻ có một số vận động viên không còn bố mẹ nên tiền lương Họ nhờ huấn luyện viên nhận thay. Tiền lương đó được chuyển khoản cho huấn luyện viên, đến cuối năm, huấn luyện viên sẽ lấy ra gửi trả lại vận động viên. Còn các vận động viên còn lại, tiền sẽ được chuyển khoản vào tài khoản cho bố mẹ, thông tin nói trên đến nay vẫn chưa được làm rõ. Cục thể dục thể thao vẫn đang làm việc rốt ráo để xác minh toàn bộ thông tin, xử lý theo đúng quy định và làm báo cáo, giải trình cho Bộ Văn hóa thể thao và du lịch. Theo hãng tin Reuters, Video vừa được cảnh sát công bố ngày 19 tháng 10 cho thấy, trong vụ công dân Trung Quốc lao xe vào lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố San Francisco, Mỹ hôm ngày 9 tháng 10, người này dường như đã dùng dao để tấn công cảnh sát trước khi bị viên cảnh sát này bắn chết. Ngoài việc thu giữ vũ khí mà nghi phạm sử dụng, một con dao gấp có lưỡi dài 8,9 cm, cảnh sát còn tìm thấy một chiếc nỏ đã lắp sẵn mũi tên ở ghế sau xe của người này. Đoạn video trên do camera đeo trên người của cảnh sát quay lại. Quá trình đánh giá nội bộ của Sở Cảnh sát San Francisco về hành vi của cảnh sát trong vụ việc vẫn đang tiếp tục cùng với một cuộc điều tra riêng về toàn bộ vụ việc. Cảnh sát trưởng William Scott của Sở Cảnh sát San Francisco thông tin nghi phạm là Giang Gian 31 tuổi, người Trung Quốc đã chết. Cảnh sát thuộc lại Giang đã lao chiếc ô tô Honda của mình vào sảnh văn phòng thị thực của lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco lúc khoảng 15 giờ chiều ngày 9 tháng 10 giờ địa phương. Trong đoạn ghi âm các cuộc gọi khẩn cấp tới 911, các nhân chứng mô tả tài xế này được trang bị súng và đang chảy máu ở đầu khi bước ra khỏi xe. Tuy nhiên, cảnh sát nói rằng vũ khí duy nhất mà họ tìm thấy tại hiện trường là con dao và chiếc nỏ với hình dạng có phần giống súng trường. Mới đây, truyền thông Mỹ đưa tin một chiếc xe đầu kéo mất thắng đã tung liên hoàn nhiều phương tiện trên cao tốc, sau đó lao thẳng vào đại lý ô tô bên đường rồi bốc cháy ngùng ngục. Vụ tai nạn xảy ra ở quận Tuel, tiểu bang Utah, Mỹ, ngày 4 tháng 11 giờ địa phương. Cảnh sát cho biết chiếc xe đầu kéo đã bị mất thắng, khiến nó lao như tinh bắn trên đường. Tài xế xe tải đã cố gắng tránh các phương tiện dừng lại ở ngã tư. Sau khi tông hàng loạt xe, chiếc xe tải tiếp tục lao thẳng vào một đại lý xe Ford bên đường và bốc cháy. Nhiều người trong đại lý xe đã kịp chạy ra ngoài, có vài người bị thương. Tài xế chiếc xe đầu kéo đã nhảy ra khỏi xe và bị thương nhẹ. Theo cảnh sát, sau vụ tai nạn có 11 người bị thương và 33 phương tiện bị hư hỏng, hiện nguyên nhân vụ việc đang được cảnh sát điều tra. khách việc kể lại trải nghiệm kinh hoàng khi chứng kiến vụ xả súng tại trung tâm thương mại Siam Paragon, Thái Lan, khiến hai người thiệt mạng, tiếng súng vang lên trong trung tâm thương mại Siam Paragon ở Bangkok, Thái Lan, chiều ngày 3 tháng 10 phá tan sự náo nhiệt vốn có của khu mua sắm nổi tiếng. Trên tầng 4, Nguyễn Trọng Lâm, 28 tuổi, chủ một thương hiệu thời trang tại thành phố Hồ Chí Minh, nghe thấy ít nhất 3 tiếng súng ngay cửa hàng bên cạnh, buổi làm việc của Lâm và hai cộng sự trước khi gặp đối tác thời trang nước ngoài lập tức bị hủy bỏ. Bảo vệ nhanh chóng hướng dẫn đoàn người đang rối loạn tinh thần. La hét ầm ĩ trốn vào nhà vệ sinh, tiếp tục một tiếng đoàn nữa, Lâm nhớ lại, vô cùng hoảng loạn. Những người Thái bên cạnh nói cho anh biết vừa xảy ra một vụ xả súng, khắp nơi là tiếng kêu gào, tiếng bước chân tháo chạy, các cửa hàng trong trung tâm thương mại đồng loạt đóng sập hai lớp cửa chống đạn, và nhà phát đi thông báo khẩn cấp bằng tiếng Thái và tiếng Anh. Cảnh sát Thái Lan triển khai đội đặc nhiệm đến hiện trường, tiếp cận từng người và hướng dẫn họ đến nơi an toàn, một người bạn của Lâm trên tầng 3 gọi anh chạy theo lối thoát hiểm để ra bên ngoài. Theo phản xạ, Lâm cố giữ bình tĩnh, cùng hai nhân viên chạy thật nhanh xuống tầng trệt, vừa mở cửa cầu thang anh nhìn thấy cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ tòa nhà nhóm giơ tay lên cao ra dấu hiệu là nạn nhân cần được hỗ trợ cảnh sát bảo chúng tôi lên taxi hoặc bất kỳ phương tiện nào để thoát nạn đúng lúc thấy một chiếc túc túc chúng tôi nhảy lên lâm nói người tài xế nhiệt tình đưa nhóm thoát khỏi đám đông hỗn loạn đường phố trước siam paragon tắt cứng bầu trời bangkok lúc này đổ cơn mưa lớn người dân và du khách vừa bỏ chạy vừa la hét hôm đó đúng là một ngày buồn của bangkok lâm nói đến một con hẻm nhóm người Việt chạy sâu vào bên trong, tạm trú ẩn cùng những người khác chờ nghe ngóng tình hình. Họ nghe thấy tiếng khóc của nhiều nữ sinh Thái Lan. Học sinh trong vụ việc xảy ra tại trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân, Hà Nội, đã đi học trở lại vào sáng nay sau chỉ đạo khẩn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, sau khi nắm được thông tin học sinh ca, tên học sinh đã thay đổi, lớp 12A3 trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân, Sóc Sơn, bị yêu cầu nghỉ học do lỗi nhắn tin xúc phạm nhà trường của bố, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có chỉ đạo khẩn yêu cầu nhà trường cho học sinh đi học trở lại, nhận định về sự việc này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Trần Thế Cương nêu quan điểm, học sinh có tội tình gì mà đình chỉ học. Việc này không thể chấp nhận được. Ông Cương nói thêm, ngày tối qua chúng tôi đã chỉ đạo, yêu cầu nhà trường phải để học sinh được đến lớp, không vì lý do mâu thuẫn gì đó giữa nhà trường và phụ huynh mà để học sinh không được đi học, sáng ngày 5 tháng 10, em K đã đến trường. Ông Hát, phụ huynh em K xác nhận thông tin này với phóng viên dân trí. Ông Hát cho biết thêm, Đến, đến thời điểm hiện tại gia đình chưa nhận được bất kỳ văn bản nào về việc đình chỉ học con ông cũng không không văn bản nào cho con ông đi học trở lại cả việc cho con tôi nghỉ học lẫn việc gọi con tôi đi học đều do giáo viên chủ nhiệm thông báo qua điện thoại với vợ tôi tuy nhiên chúng tôi có ghi âm cuộc gọi để chứng minh việc nhà trường yêu cầu con tôi nghỉ học ngày hôm qua 4 phần 10 ông hát khẳng định cũng trong sáng nay ông hát đã chủ động đến trường trung học phổ thông lạc long quân với mong muốn được nói chuyện với nhà trường theo lời ông hát tiếp ông là chủ tịch hội đồng quản trị buổi nói chuyện tập trung vào nội dung tin nhắn của ông trên nhóm lớp chủ tịch hội đồng quản trị cho rằng tin nhắn của tôi là bôi nhọ nhà trường tôi khẳng định là không nếu nhà trường muốn pháp luật vào cuộc để phân giải thì tôi hoàn toàn đồng ý ông hát cho hay về tâm lý của con trong ngày trở lại trường ông hát cho biết con có biểu hiện bất ổn không còn tự tin như trước hôm qua cháu nằm cả ngày không thiết ăn uống hôm nay cháu đi học với tâm trạng lo lắng học sinh trong vụ việc xảy ra tại trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân, Hà Nội, đã đi học trở lại vào sáng nay sau chỉ đạo khẩn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Sau khi nắm được thông tin học sinh ca, tên học sinh đã thay đổi, lớp 12A3 trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân, Sóc Sơn, bị yêu cầu nghỉ học do lỗi nhắn tin xúc phạm nhà trường của bố, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có chỉ đạo khẩn, yêu cầu nhà trường cho học sinh đi học trở lại, nhận định về sự việc này, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Trần Thế Cương nêu quan điểm, học sinh có tội tình gì mà đình chỉ học? Việc này không thể chấp nhận được. Ông Cương nói thêm, ngày tối qua chúng tôi đã chỉ đạo, yêu cầu nhà trường phải để học sinh được đến lớp, không vì lý do mâu thuẫn gì đó giữa nhà trường và phụ huynh mà để học sinh không được đi học, sáng ngày 5 tháng 10, MK đã đến trường. Ông Hát, phụ huynh em MK, xác nhận thông tin này với phóng viên Dân Trí. Ông Hát cho biết thêm, tính đến thời điểm hiện tại, gia đình chưa nhận được bất kỳ văn bản nào về việc đình chỉ học con ông, cũng không không văn bản nào cho con ông đi học trở lại, cả việc cho con tôi nghỉ học lẫn việc gọi con tôi đi học đều do giáo viên chủ nhiệm thông báo qua điện thoại với vợ tôi tuy nhiên chúng tôi có ghi âm cuộc gọi để chứng minh việc nhà trường yêu cầu con tôi nghỉ học ngày hôm qua, 4 phần 10, ông Hát khẳng định, cũng trong sáng nay, ông Hát đã chủ động đến trường Trung học Phổ thông Lạc Long Quân với mong muốn được nói chuyện với nhà trường. Theo lời ông Hát, tiếp ông là Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Buổi nói chuyện tập trung vào nội dung tin nhắn của ông trên nhóm lớp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị cho rằng tin nhắn của tôi là bôi nhọ nhà trường. Tôi khẳng định là không. Nếu nhà trường muốn pháp luật vào cuộc để phân giải thì tôi hoàn toàn đồng ý. Ông Hát cho hay, về tâm lý của con trong ngày trở lại trường, ông hát cho biết con có biểu hiện bất ổn, không còn tự tin như trước, hôm qua cháu nằm cả ngày không thiết ăn uống. Hôm nay cháu đi học với tâm trạng lo lắng. Tối ngày 4 tháng 10, ông Hoàng Văn Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cương Giáng, cho biết lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đang tích cực hỗ trợ gia đình tìm kiếm bé trai Đậu Tuấn Hưng, 4 tuổi, bị mất tích trước đó. Trong quá trình này, đôi dép của bé Hưng được phát hiện tại bờ sông Lạch Kèn, gần khu vực Cống Đá Bạc. Vị trí này gần với khu vực bé mất tích ở thôn Đại Đồng, xã Cương Giáng, huyện Nghi Xuân, Hà tỉnh Hà Tĩnh, sau đó, hơn 100 người dân cùng lực lượng chức năng đã dùng lưới và thiết bị tìm kiếm bé tại sông suốt nhiều giờ. Song, đến lúc này vẫn chưa có kết quả. Ông Hà Thông Tin trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 3 tháng 10, bé Hưng đi cùng ông nội đến nhà người thân ở thôn Đại Đồng, xã Cương Giáng chơi, tại đây, bé ra ngoài cổng nhà chơi rồi bỗng dưng mất tích. Gia đình, người thân cùng bà con lối xóm hốt hoảng tìm kiếm khắp nơi. Một người thân cho hay, bé Hưng đang sống cùng ông bà nội còn bố mẹ bé đi lao động ở Hàn Quốc. Sau khi tiếp nhận đơn trình báo của gia đình, công an huyện Nghi Xuân, công an xã Cương Gián phát thông báo tìm trẻ lạc trên phương tiện thông tin đại chúng. Theo thông báo này, bé Đậu Tuấn Hưng cao khoảng 90 cm, nặng 17 kg. Trước khi mất tích, bé mặc áo màu xanh nước biển, quần đùi màu đen. Ngày 7 tháng 10, đại diện phòng tham mưu công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết phòng cảnh sát hình sự PC02 phối hợp các phòng nghiệp vụ liên quan vừa triệt phá đường dây môi giới mại dâm cho người nước ngoài. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hai người là Khổng Minh Trí, Song Ti Hôm về hành vi chứa mại dâm, đồng thời bắt khẩn cấp và tạm giữ 8 người gồm Kim Gia Diếp, Dung Dông Hang, Yi Y Hang, Diêu Ơ Ung Quốc Tịch Hàn Quốc, Lê Thị Vân, Lê Thị Tố Huyên, Nguyễn Thị Sinh, Trương Thái Thanh Hồng về hành vi môi giới mại dâm ô tô đưa đón khách tận nơi, phòng PC02 phát hiện một nhóm người Hàn Quốc có biểu hiện tổ chức môi giới mại dâm cho người nước ngoài tại nhà hàng Luxury Business Club, đường Phạm Thái Bường, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 10, Trung tá Nguyễn Thành Hưng, trưởng phòng PC02, trực tiếp chỉ đạo các lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh, công an quận 7 chia thành nhiều mũi ập vào kiểm tra nhà hàng này, qua kiểm tra, công an phát hiện nhà hàng móc nối với trí đặt khách sạn cho 4 cặp khách mua dâm. Người Hàn Quốc, tiếp viên của nhà hàng đi bán dâm tại khách sạn T. SL trên đường Phan Kim Ích, phường Tân Phong, quận 7, làm việc với công an, nhóm người khai bốn khách mua dâm người Hàn Quốc sau khi ăn uống, hát karaoke tại nhà hàng, được quản lý người Hàn tên Yi Han, Diêu Ơ Ung Giang và Madam, người Việt Lê Thị Vân, Lê Thị Tố Huyên môi giới mua dâm với bốn tiếp viên nữ của nhà hàng. Giá bán dâm 3,8 triệu đồng, khách, một đêm, tại công an, song ti hôm khai nhận vì ham lợi nên đã chỉ đạo cho quản lý người Hàn Quốc, Madam, người Việt điều tiếp viên nữ của nhà hàng đi bán dâm, mục đích kéo khách tăng doanh thu, lợi nhuận về cho nhà hàng. Đồng thời, quy ước các ám hiệu né tránh việc theo dõi của cơ quan chức năng như đánh số 0, 1, 2 vào sổ chấm công hàng ngày, song ti hôm giải thích tiếp viên không đi bán dâm sẽ ghi số 0, tiếp viên đi bán dâm qua đêm sẽ ghi số 1, tiếp viên đi bán dâm về liền sẽ ghi số 2. Theo hình ảnh từ camera, vào khoảng 22 giờ 25 phút tối ngày 3 tháng 10, một nam thanh niên đeo khẩu trang, lẻn vào một nhà hàng hải sản trên đường Trần Thái Tông, quận cầu giấy hà nội đối tượng giáo giác nhìn xung quanh rồi đưa tay vào bể nước nằm ở sát cửa lấy đi một con tôm hùng lớn đoạn clip dài hơn một phút đã tố cáo toàn bộ hành động xấu của kẻ gian đại diện nhà hàng hải sản cho biết con tôm bị trộm là giống tôm hùng úc khoảng 3,5 kg giá gần 9 triệu đồng lợi dụng thời điểm tối muộn các bạn khách đã về hết chỉ còn vài nhân viên trực đối tượng đã nhanh chóng ra tay qua hành động có thể thấy tên này chắc cũng vài lần vào check in theo dõi xác định trộm tôm hùng rồi đây là hành động có chủ đích nhờ cộng đồng mạng sẽ giúp để tìm ra tên trộm này. Xin cảm ơn, đoạn clip sau khi đăng tải đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Cộng đồng mạng bày tỏ sự bất bình trước hành động xấu của tên trộm, đúng miếng ăn là miếng tồi tàn, có đến nỗi nào đâu mà lại làm trò ấy, giữa thủ đô mà cũng dám ăn trộm được, đúng là liều, lại khổ các chú bảo vệ. Đền con tôm hùng này thì hết tháng lương, trích một số bình luận, chia sẻ với báo chí sáng ngày 9 tháng 10, đại diện nhà hàng xác nhận vụ việc đang được giải quyết. Đến hiện tại vẫn chưa tìm thấy đối tượng trộm tôm hùng chủ nhà hàng đã trình báo công an phường dịch vọng hậu về sự việc Bước đầu, Nguyễn Thanh Sơn, 34 tuổi, nghi phạm bắt cóc bé gái 3 tuổi ở Long An, đã khai nhận động cơ bắt cóc con gái anh LTT để đòi tiền chuộc là do cờ bạc dẫn đến nợ nhiều người. Sau khi nhận được 975 triệu đồng từ gia đình nạn nhân chuyển vào tài khoản, Sơn đã chuyển khoản trả nợ cho 12 người với số tiền 337 triệu đồng, số tiền còn lại vẫn còn trong tài khoản. Ngay lập tức, công an triển khai các biện pháp nghiệp vụ để thu hồi số tiền mà gia đình đã bị đối tượng chiếm đoạt. Chúng tôi đã xác định được 12 người mà đối tượng bắt cóc đã trả nợ. Trong ngày 4 tháng 10, chúng tôi đã mời những người này lên thông báo số tiền nhận chuyển khoản từ đối tượng Sơn là do phạm tội mà có nên yêu cầu trả lại. Cơ quan cảnh sát điều tra đã thu hồi lại toàn bộ số tiền này để trao trả lại cho gia đình bị hại, Thượng tá Trần Bình Trọng, trưởng phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Long An cho biết, sáng ngày 5 tháng 10, anh LTT và vợ là chị BZH ẩm theo con gái LMC 3 tuổi, là nạn nhân trong vụ bắt cóc, có mặt tại trụ sở phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An để nhận lại tiền đồng thời bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với lực lượng công an tham gia phá án. Giải cứu an toàn cho con gái anh chị. Hiện tâm lý bé C đã ổn định, liên tục cười nói vui vẻ, anh T cho biết khi biết con gái bị bắt cóc thì gia đình vô cùng hoảng hốt, lo lắng tột độ, đứng ngồi không yên. Đặc biệt, gần đây có theo dõi qua báo chí về sự việc bắt cóc trẻ em ở Hà Nội lại càng làm gia đình hoang mang hơn, cũng may báo công an kịp thời nên đã sớm truy tìm bắt được đối tượng, giải cứu được bé thành công, an toàn. Tận đáy lòng Tôi xin chân thành cảm ơn các chiến sĩ công an ở các đơn vị. Các anh đã tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân. Anh T xúc động. Cự tuyệt báo chí, hiệu trưởng trường tiểu học tại thành phố Hồ Chí Minh có học sinh bị gãy ngón tay nghi do cô giáo đánh và lãnh đạo phòng giáo dục đào tạo quận chỉ làm việc cùng phụ huynh, đề nghị cho giải quyết nội bộ. Vụ việc nghi giáo viên đánh gãy ngón tay học sinh vẫn đang gây xôn xao, bức xúc dư luận, nhất là khi thông tin từ phụ huynh và nhà trường chưa đồng nhất. Phủ nhận thông tin này, bà Nguyễn Thị Cẩm Thanh trà, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh giải thích, việc bé MK bị gãy tay là do cô giáo sơ ý, khi đang dạy cô vô tình gõ thước trúng tay học sinh. Để làm rõ những thông tin trên, 15 giờ 20 phút ngày 11 tháng 10, nhiều phóng viên báo chí đến văn phòng trường này để đặt lịch làm việc với hiệu trưởng, tại đây, hiệu trưởng cho biết, nhà trường chuẩn bị làm việc với phụ huynh buổi làm việc có cả lãnh đạo phòng giáo dục đào tạo quận Tân Bình, bà Trà từ chối để báo chí dự họp nhưng hứa hẹn nếu phóng viên chờ được tới muộn sẽ thông tin rõ ràng mọi việc sau khi họp. 16 giờ 20 phút, chị VTT, phụ huynh bé MK đến trường nhưng từ chối làm việc riêng với hiệu trưởng vì đã trao đổi nhiều lần nhưng chưa thấy kết quả giải quyết. Chị VTT đề nghị họp với sự chứng kiến của báo giới để đảm bảo khách quan, minh bạch. Hiệu trưởng Nguyễn Thị Cẩm Thanh trà nêu phương án mời cô giáo NTS, người bị tố làm gãy ngón tay bé MK, cùng làm việc với cả phụ huynh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường 11, đại diện cơ quan công an, y tế phường, nhưng sau khi rời đi đã không quay lại. 18 giờ cùng ngày, ông Phan Văn Quang, trưởng phòng giáo dục đào tạo quận Tân Bình, có mặt tại trường thuyết phục phụ huynh làm việc riêng trước. Ông Quang hẹn sẽ trao đổi thông tin sau cuộc làm việc này, tuy nhiên, khoảng 30 phút sau, chỉ có phụ huynh bé MK quay trở lại phòng nơi báo giới đang chờ. Trưởng phòng giáo dục đào tạo quận đã lặng lẽ ra về. Hiệu trưởng trường cũng thoái thác việc thông tin như đã hẹn trước đó. Chị VTT cho biết, tại cuộc họp, nhà trường và lãnh đạo quận Tân Bình đề nghị phụ huynh cho cho nội bộ giải quyết chiều ngày 16 tháng 10, công an thành phố Hà Nội tổ chức họp báo, thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ cô gái 17 tuổi bị giết, phân xác, phi tang xuống sông Hồng. Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Duy Khanh, 38 tuổi, quê Thái Bình, về tội giết người, phân xác đựng trong thùng xốp rồi đi taxi để bỏ xuống sông Hồng. Theo thông tin từ công an thành phố Hà Nội, ngày 10 tháng 10, Khanh hẹn chị HIN đến nhà Khanh tại phòng 5A8A tòa S2, 12 tại một khu đô thị ở xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội khi vào trong phòng khách khanh và chị n xảy ra mâu thuẫn nên khanh đã lấy dao nhọn đâm nhiều nhát vào vùng ngực cô gái này sau khi chị n chết khanh đã lấy dao phân xác nạn nhân thành nhiều phần rồi cho toàn bộ các phần thi thể vào bên trong thùng xốp màu trắng dùng băng dính dán kín lại sau đó khanh gọi điện thuê xe taxi anh lnt lái xe hãng taxi chở khanh mang theo thùng xốp bên trong dựng thi thể chị n đi đến miếu bản thuộc thôn giang cao xã bát tràng huyện gia lâm hà nội khi đi đến bậc dẫn lên xuống sông hồng khu vực miếu bản làng giang cao thì khanh bảo anh t dừng xe và nhờ anh tài xế taxi b giúp thùng xốp xuống xe để thùng xốp ở tại bậc lên xuống sau khi anh tài xế lái xe rời đi khanh một mình b thùng xốp đựng thi thể chị n xuống sông hồng để phi tan khanh vứt một số phần thi thể xuống sông hồng và chôn giấu một phần thi thể ở mép sông hồng sau khi thực hiện xong việc phi tan thi thể nạn nhân khanh đã liên hệ với tài xế lnt quay lại đón và đưa khanh về chung cư ngay sau khi về đến chung cư khanh đã lấy xe máy đi đến cầu thanh trì vứt hai chiếc điện thoại của chị n xuống sông hồng giấu chiếc túi sách dép của nạn nhân ở nhà trọ tại thôn hai xã bát tràng gia lâm hà nội Đến chiều ngày 12 tháng 10, do lo sợ thi thể nạn nhân bị phát hiện, Khanh đã đến chợ gần khu vực ngã tư đa tốn, Gia Lâm, Hà Nội mua 125.000 đồng tiền xi măng mang đến khu vực giấu thi thể với mục đích phủ xi măng lên phía trên nơi giấu thi thể chị N, do khu vực nơi giấu thi thể có đông người qua lại nên Khanh mang xi măng về nhà đến rạng sáng ngày 13 tháng 10, Khanh một mình quay lại vị trí nơi giấu thi thể nạn nhân và đổ xi măng phủ lên phía trên để che giấu, chiều cùng ngày khi biết được thông tin cơ. Quan công an đã phát hiện thi thể của chị N Khanh đã đi đến bến xe Giáp Bát, đi xe khách bỏ trốn về Thái Bình. Đến khoảng 23 giờ ngày 14 tháng 10, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với công an tỉnh Thái Bình bắt giữ tại duy Khanh khi nghi phạm đang lẫn trốn tại nhà riêng ở xã Đồng Thái, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Quá trình vây bắt, đối tượng Khanh đã dùng dao tự thương. Các lực lượng chức năng đã đưa nghi phạm đến bệnh viện cấp cứu. Hiện Khanh đã tỉnh táo và khai nhận hành vi phạm tội. Chị CHT ngủ tại Hà Nội, cho biết công ty bắt đầu làm việc từ 8 giờ đến 17 giờ 30 phút. Số tiền bị phạt trên là hậu quả của 8 lần chị đi muộn, tổng 96 phút và hai buổi về sớm, dù có sự xét duyệt của trưởng nhóm, tổng 137 phút thời điểm nhận việc, công ty thông báo mức phạt cho lỗi đi muộn hàng tháng được tính theo công thức như sau: lương cơ bản chia cho số ngày công thực tế, chia cho 8 giờ làm hành chính, tiếp tục chia cho 60 số phút mỗi giờ, rồi nhân cho số phút đi muộn nhân 100%, tuy nhiên, hầu hết những quy định như vậy đều chỉ thông báo bằng miệng chị T phải làm việc gần 6 tháng mà chưa có hợp đồng lao động với lý do công ty mới thành lập. Ngày 2 tháng 10 vừa qua, giám đốc thông báo chị T đi muộn quá nhiều và cần chấn chỉnh lại. Đến ngày 3 tháng 10, chị bất ngờ bị sa thải từ cuộc gọi của giám đốc công ty mà không nhận được bất kỳ quyết định sa thải hay biên bản xử lý vi phạm nào. Trong lúc đang bối rối, chị T nhận được bản lương tháng 9 và thêm bàn hoàng thấy bản thân bị phạt hơn 4,6 triệu đồng. Tôi yêu cầu công ty giải quyết vì không có quyền phạt số tiền lớn như vậy với người lao động nhưng kế toán thông báo sếp đã duyệt. Không thể giải quyết tôi cố gọi cho sếp nhưng người này không nghe máy chị t nói theo chị t văn phòng công ty nằm ở một tòa chung cư không có thang máy riêng nên chị thường xuyên phải chờ thang máy rất lâu dẫn đến việc đi trễ một số đồng nghiệp khác mắc lỗi tương tự cũng phải cắn răng chịu phạt số tiền lớn sau hai ngày bị sa thải chị t vẫn chưa nhận được tiền lương từ công ty trong cảnh bất ngờ thất nghiệp chị phải vay mượn tiền người thân bạn bè để tạm chi trả phí sinh hoạt thông thường ngày năm hàng tháng sẽ được nhận lương nhưng nay đã quá hạn tôi vẫn chưa thấy tiền Tôi định sẽ dùng số tiền còn lại sau khi bị trừ phạt để trả nợ mà thực tế giờ khoản tiền này cũng chưa thấy. Chị T. bức bối, theo luật sư Trần Minh Hùng, đoàn luật sư, việc doanh nghiệp phạt tiền người lao động là không đúng với quy định pháp luật. Sau chục năm thuê nhà, vợ chồng chị Ngọc Bích, quê ở Thái Bình, tiết kiệm được 800 triệu đồng. Nhà chỉ có kế hoạch mua căn hộ chung cư khoảng 2 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng thu nhập của hai vợ chồng là 30 triệu đồng một tháng và có một con nhỏ. Như vậy, chị phải vay tới 1,2 tỷ đồng mới đủ khả năng mua nhà chị đang khoan khoan về kế hoạch tài chính thế nào để vừa mua được căn nhà đầu tiên vừa đảm bảo chi tiêu và trả nợ hàng tháng bà nguyễn thị thùy chi chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tư vấn đầu tư và quản lý gia sản sigt có những tư vấn cho chị bích bà chi cho hay do chưa nắm được tuổi tác công việc độ ổn định của thu nhập chi phí hàng tháng các tài sản khác đang có tình hình nợ vay khác của gia đình chị bích Chuyên gia sẽ tập trung vào khía cạnh tiết kiệm để trả nợ vay và việc quản lý rủi ro khi vay. Với gia đình trẻ có một con nhỏ như gia đình chị Bích, thu nhập khoảng 30 triệu đồng một tháng, mức tiết kiệm tốt nhất để vừa đảm bảo thực hiện được mục tiêu tài chính vừa đáp ứng các nhu cầu chi tiêu trong cuộc sống sẽ khoảng 30-40% thu nhập. Mỗi tháng gia đình chị Bích cần tiết kiệm được số tiền từ 9-12 triệu đồng. Mức tiết kiệm 12 triệu đồng một tháng cần khá nhiều kỷ luật của gia đình. Bà Chi phân tích, giả sử chị Bích vay với mức lãi suất chỉ 8% một năm, thời hạn vay 25 năm thì số tiền trả gốc và lãi hàng tháng đã là 12 triệu đồng một tháng trong những năm đầu tiên vay nợ. Việc dùng 100% số tiền có thể tiết kiệm hàng tháng để trả ngân hàng khiến bạn sẽ không còn một khoản có giãn dự phòng cho những trường hợp lãi suất biến động, những thay đổi trong cuộc sống khiến chi phí tăng lên, cũng như không có cơ hội để đầu tư vào những tài sản khác. Đây là một điều rất rủi ro cho gia đình chị, với tất cả những yếu tố trên, bà Chi khuyên vợ chồng chị Bích nên chờ một thời gian tích lũy thêm, hoặc lựa chọn căn hộ có giá trị thấp hơn nếu khả thi có thể chọn mua nhà trên dưới 1,5 tỷ đồng. Ngày 14 tháng 10, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nam thanh niên đến cửa hàng điện thoại, sau đó nhanh tay đánh cháo điện thoại mô hình lấy iPhone 14 Pro Max. Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 25 phút ngày 12 tháng 10 tại cửa hàng điện thoại trên đường 3 tháng 2, phường 10, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Theo clip, một nam thanh niên đeo khẩu trang, mang túi vải đến cửa hàng nói trên hỏi mua điện thoại iPhone 14 Pro Max. Sau khi nhân viên đưa điện thoại ra, người này yêu cầu nhân viên đi lấy phụ kiện. Sau đó nhanh tay lấy một chiếc hộp có sẵn trong túi vải để lên bàn rồi lấy điện thoại iPhone 14 Pro Max của cửa hàng. Đánh cháo thành công, nam thanh niên vừa nghe điện thoại, rồi rời khỏi hiện trường. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại. Theo chủ cửa hàng điện thoại, sau khi người này rời đi, nhân viên vẫn thấy hộp điện thoại giống hệt nên vẫn không hay biết. Đến khi kiểm tra kỹ mới phát hiện điện thoại đã bị cháo, bên trong hộp chỉ có điện thoại mô hình giá khoảng vài trăm nghìn đồng. Chiếc điện thoại bị đánh cháo trị giá khoảng 24 triệu đồng. Bảy người con chia làm hai phe, đưa nhau ra tòa giành quyền nuôi mẹ đã 86 tuổi. Những gì tệ hại nhất của đối phương được hai bên phô bày trước tòa để chứng minh sự bất hiếu, vô đạo đức không xứng đáng nuôi mẹ, vụ kiện tụng giành quyền nuôi mẹ thật khác biệt, bởi nhiều thẩm phán bảo chưa từng gặp. Nhiều người tò mò hỏi đồng nghiệp của mình ở nhiều tỉnh khác nhưng cũng chưa tìm ra sự việc tương tự ngày 30 tháng 9, Tòa án Nhân dân huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi tiếp tục buổi xét xử vụ án tranh chấp quyền nghĩa vụ chăm sóc nuôi dưỡng mẹ và yêu cầu chấm dứt hành vi cản trở quyền. Nghĩa vụ chăm sóc nuôi dưỡng mẹ, phiên tòa được mở từ ngày 21 tháng 9, kéo dài đến ngày 30 tháng 9 với 3 buổi xử. Dù tranh luận từ buổi xét xử đầu tiên nhưng đến buổi xử thứ ba, nguyên đơn và bị đơn đều yêu cầu chủ tọa phiên tòa tiếp tục cho tranh tụng. Theo trình bày của các đương sự tại phiên tòa, nguyên đơn có 4 người, bị đơn có 3 người. Tất cả là con ruột của cụ bà đã 86 tuổi từ lúc đến tòa, hai phe đã không nhìn mặt nhau. Bị đơn đứng trước sân tòa, còn nguyên đơn đi thẳng vào phòng xử. Không khí căng thẳng khởi đầu bằng ánh mắt không mấy thiện cảm họ trao nhau. Bắt đầu phiên xử, đại diện nguyên đơn hỏi bị đơn những câu như chất vấn, chuyện người con của bị đơn dính án hình sự. Bị đơn nói, không trả lời. Nhiều câu hỏi khó tiếp tục được nguyên đơn đặt ra khiến bị đơn phải to tiếng. Tôi đề nghị không hỏi chuyện cá nhân, vụ kiện này dành quyền nuôi mẹ, những câu hỏi phải liên quan vụ việc, những câu hỏi Nguyên Đơn đưa ra nhằm để chứng minh với tòa là bị đơn bất hiếu, không có đạo đức. Trong đó có những câu hỏi của Nguyên Đơn về người cha đã mất với lý do chúng tôi đòi quyền nuôi mẹ xuất phát từ việc bị đơn đối xử không tốt với cha. Xin cho tôi được nói. Lập tức những cái liếc mắt, trời môi được phía bị đơn hướng về phía Nguyên Đơn, bị đơn hỏi Nguyên Đơn, anh trai mình, từ năm 2017 cha gãy chân nằm tại nhà, ông có chăm sóc ngày nào không? Nguyên Đơn trả lời, con mày dọa đánh nên tao không về chăm bảy người con chia làm hai phe, đưa nhau ra tòa giành quyền nuôi mẹ đã 86 tuổi. Những gì tệ hại nhất của đối phương được hai bên phô bày trước tòa để chứng minh sự bất hiếu, vô đạo đức không xứng đáng nuôi mẹ, vụ kiện tụng giành quyền nuôi mẹ thật khác biệt, bởi nhiều thẩm phán bảo chưa từng gặp. Nhiều người tò mò hỏi đồng nghiệp của mình ở nhiều tỉnh khác nhưng cũng chưa tìm ra sự việc tương tự. Ngày 30 tháng 9, Tòa án Nhân dân huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi tiếp tục buổi xét xử vụ án tranh chấp quyền nghĩa vụ chăm sóc nuôi dưỡng mẹ và yêu cầu chấm dứt hành vi cản trở quyền nghĩa vụ chăm sóc nuôi dưỡng mẹ, phiên tòa được mở từ ngày 21 tháng 9, kéo dài đến ngày 30 tháng 9 với 3 buổi xử. Dù tranh luận từ buổi xét xử đầu tiên nhưng đến buổi xử thứ ba, nguyên đơn và bị đơn đều yêu cầu chủ tọa phiên tòa tiếp tục cho tranh tụng. Theo trình bày của các đương sự tại phiên tòa, nguyên đơn có 4 người, bị đơn có 3 người. Tất cả là con ruột của cụ bà đã 86 tuổi. Từ lúc đến tòa, hai phe đã không nhìn mặt nhau. Bị đơn đứng trước sân tòa, còn nguyên đơn đi thẳng vào phòng xử không khí căng thẳng khởi đầu bằng ánh mắt không mấy thiện cảm họ trao nhau bắt đầu phiên xử đại diện nguyên đơn hỏi bị đơn những câu như chất vấn chuyện người con của bị đơn dính án hình sự bị đơn nói không trả lời nhiều câu hỏi khó tiếp tục được nguyên đơn đặt ra khiến bị đơn phải to tiếng tôi đề nghị không hỏi chuyện cá nhân vụ kiện này dành quyền nuôi mẹ những câu hỏi phải liên quan vụ việc những câu hỏi nguyên đơn đưa ra nhằm để chứng minh với tòa là bị đơn bất hiếu không có đạo đức trong đó có những câu hỏi của nguyên đơn về người cha đã mất với lý do Chúng tôi đòi quyền nuôi mẹ xuất phát từ việc bị đơn đối xử không tốt với cha. Xin cho tôi được nói. Lập tức những cái liếc mắt, trời môi được phía bị đơn hướng về phía Nguyên Đơn, bị đơn hỏi Nguyên Đơn, anh trai mình, từ năm 2017 cha gãy chân nằm tại nhà, ông có chăm sóc ngày nào không? Nguyên Đơn trả lời, con mày dọa đánh nên tao không về chăm. Vụ việc liên quan đến việc vận động viên đội tuyển trẻ bóng bàn Việt Nam không được đảm bảo chế độ ăn đủ dinh dưỡng đã được xử lý bước đầu, trong ngày 3 tháng 10, cục thể dục thể thao đã làm việc đồng thời với các huấn luyện viên vận động viên, lãnh đạo đội cũng như bộ phận hậu cần tại khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, nơi đội tuyển trẻ bóng bàn Việt Nam sinh hoạt và tập luyện, vận động viên để xác minh thông tin được đăng tải trên báo chí, qua đó giải trình và báo cáo lên Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Theo nguồn tin của thanh niên, trong hôm nay 4 tháng 10, toàn bộ ban huấn luyện đội tuyển trẻ bóng bàn Việt Nam đã bị cho thôi việc, bao gồm huấn luyện viên trưởng Bùi Xuân Hà và trợ lý. Lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vào chiều ngày 4 tháng 10 đã khẳng định với báo Thanh niên là sẽ làm nghiêm vụ việc bộ sẽ làm rõ trách nhiệm của phòng phụ trách thể thao thành tích cao hai cục thể dục thể thao trung tâm huấn luyện thể thao hà nội khu liên hợp thể thao quốc gia và sẽ có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với những cá nhân tập thể có liên quan đến vụ việc gây bức xúc dư luận bộ văn hóa thể thao và du lịch yêu cầu rà soát lại kế hoạch tập huấn của các đội tuyển trẻ nâng cao trách nhiệm của bộ phận có liên quan tuyệt đối không để xảy ra sự cố như ở đội bóng bàn trẻ việt nam theo tìm hiểu của thanh niên trong số các vận động viên của đội tuyển bóng bàn trẻ có một số vận động viên không còn bố mẹ nên tiền lương họ nhờ huấn luyện viên nhận thay. Tiền lương đó được chuyển khoản cho huấn luyện viên, đến cuối năm, huấn luyện viên sẽ lấy ra gửi trả lại vận động viên. Còn các vận động viên còn lại, tiền sẽ được chuyển khoản vào tài khoản cho bố mẹ, thông tin nói trên đến nay vẫn chưa được làm rõ. Cục thể dục thể thao vẫn đang làm việc rốt ráo để xác minh toàn bộ thông tin, xử lý theo đúng quy định và làm báo cáo, giải trình cho Bộ Văn hóa thể thao và du lịch. Theo hãng tin Reuters, Video vừa được cảnh sát công bố ngày 19 tháng 10 cho thấy, trong vụ công dân Trung Quốc lao xe vào lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố San Francisco, Mỹ hôm ngày 9 tháng 10, người này dường như đã dùng dao để tấn công cảnh sát trước khi bị viên cảnh sát này bắn chết. Ngoài việc thu giữ vũ khí mà nghi phạm sử dụng, một con dao gấp có lưỡi dài 8,9 cm, cảnh sát còn tìm thấy một chiếc nỏ đã lắp sẵn mũi tên ở ghế sau xe của người này. Đoạn video trên do camera đeo trên người của cảnh sát quay lại. Quá trình đánh giá nội bộ của Sở Cảnh sát San Francisco về hành vi của cảnh sát trong vụ việc vẫn đang tiếp tục cùng với một cuộc điều tra riêng về toàn bộ vụ việc. Cảnh sát trưởng William Scott của Sở Cảnh sát San Francisco thông tin nghi phạm là Giang Gian Yuan, 31 tuổi, người Trung Quốc đã chết. Cảnh sát thuộc lại Giang đã lao chiếc ô tô Honda của mình vào sảnh văn phòng thị thực của lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco lúc khoảng 15 giờ chiều ngày 9 tháng 10 giờ địa phương. Trong đoạn ghi âm các cuộc gọi khẩn cấp tới 911, các nhân chứng mô tả tài xế này được trang bị súng và đang chảy máu ở đầu khi bước ra khỏi xe. Tuy nhiên, cảnh sát nói rằng vũ khí duy nhất mà họ tìm thấy tại hiện trường là con dao và chiếc nỏ với hình dạng có phần giống súng trường. Mới đây, truyền thông Mỹ đưa tin một chiếc xe đầu kéo mất thắng đã tông liên hoàn nhiều phương tiện trên cao tốc, sau đó lao thẳng vào đại lý ô tô bên đường rồi bốc cháy ngùn ngục. Vụ tai nạn xảy ra ở quận Tuel, tiểu bang Utah, Mỹ, ngày 4 tháng 11 giờ địa phương. Cảnh sát cho biết chiếc xe đầu kéo đã bị mất thắng, khiến nó lao như tên bắn trên đường. Tài xế xe tải đã cố gắng tránh các phương tiện dừng lại ở ngã tư. Sau khi tông hàng loạt xe, chiếc xe tải tiếp tục lao thẳng vào một đại lý xe Ford bên đường và bốc cháy. Nhiều người trong đại lý xe đã kịp chạy ra ngoài, có vài người bị thương. Tài xế chiếc xe đầu kéo đã nhảy ra khỏi xe và bị thương nhẹ. Theo cảnh sát, sau vụ tai nạn có 11 người bị thương và 33 phương tiện bị hư hỏng. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cảnh sát điều tra. du khách Việt kể lại trải nghiệm kinh hoàng khi chứng kiến vụ xả súng tại trung tâm thương mại Siam Paragon, Thái Lan, khiến hai người thiệt mạng, tiếng súng vang lên trong trung tâm thương mại Siam Paragon ở Bangkok, Thái Lan, chiều ngày 3 tháng 10 phá tan sự náo nhiệt vốn có của khu mua sắm nổi tiếng. Trên tầng 4, Nguyễn Trọng Lâm, 28 tuổi, chủ một thương hiệu thời trang tại thành phố Hồ Chí Minh, nghe thấy ít nhất 3 tiếng súng ngay cửa hàng bên cạnh, buổi làm việc của Lâm và hai cộng sự trước khi gặp đối tác thời trang nước ngoài lập tức bị hủy bỏ. Bảo vệ nhanh chóng hướng dẫn đoàn người đang rối loạn tinh thần. La hét ầm ĩ, trốn vào nhà vệ sinh, tiếp tục một tiếng đoàn nữa, Lâm nhớ lại, vô cùng hoảng loạn. Những người Thái bên cạnh nói cho anh biết vừa xảy ra một vụ xả súng, khắp nơi là tiếng kêu gào, tiếng bước chân tháo chạy, các cửa hàng trong trung tâm thương mại đồng loạt đóng sập hai lớp cửa chống đạn, và nhà phát đi thông báo khẩn cấp bằng tiếng Thái và tiếng Anh. Cảnh sát Thái Lan triển khai đội đặc nhiệm đến hiện trường, tiếp cận từng người và hướng dẫn họ đến nơi an toàn, một người bạn của Lâm trên tầng 3 gọi anh chạy theo lối thoát hiểm để ra bên ngoài. Theo phản xạ, Lâm cố giữ bình tĩnh, cùng hai nhân viên chạy thật nhanh xuống tầng trệt, vừa mở cửa cầu thang, anh nhìn thấy cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ tòa nhà. Nhóm giơ tay lên cao, ra dấu hiệu là nạn nhân, cần được hỗ trợ, cảnh sát bảo chúng tôi lên taxi hoặc bất kỳ phương tiện nào để thoát nạn. Đúng lúc thấy một chiếc túc cúc, chúng tôi nhảy lên, Lâm nói. Người tài xế nhiệt tình đưa nhóm thoát khỏi đám đông hỗn loạn, đường phố trước Siam Paragon tắt cứng, bầu trời Bangkok lúc này đổ cơn mưa lớn. Người dân và du khách vừa bỏ chạy vừa la hét hôm đó đúng là một ngày buồn của Bangkok, lâm nói đến một con hẻm nhóm người việt chạy sâu vào bên trong tạm trú ẩn cùng những người khác chờ nghe ngóng tình hình họ nghe thấy tiếng khóc của nhiều nữ sinh thái lan học sinh trong vụ việc xảy ra tại trường trung học phổ thông lạc long quân hà nội đã đi học trở lại vào sáng nay sau chỉ đạo khẩn của sở giáo dục và đào tạo hà nội sau khi nắm được thông tin học sinh ca tên học sinh đã thay đổi lớp 12 a 3 trường trung học phổ thông lạc long quân sóc sơn bị yêu cầu nghỉ học do lỗi nhắn tin xúc phạm nhà trường của bố sở giáo dục và đào tạo hà nội đã có chỉ đạo khẩn yêu cầu nhà trường cho học sinh đi học trở lại, nhận định về sự việc này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Trần Thế Cương nêu quan điểm, học sinh có tội tình gì mà đình chỉ học. Việc này không thể chấp nhận được. Ông Cương nói thêm, ngày tối qua chúng tôi đã chỉ đạo, yêu cầu nhà trường phải để học sinh được đến lớp, không vì lý do mâu thuẫn gì đó giữa nhà trường và phụ huynh mà để học sinh không được đi học, sáng ngày 5 tháng 10, MK đã đến trường. Ông Hát, phụ huynh MK, xác nhận thông tin này với phóng viên dân trí. Ông Hát cho biết thêm, tính đến thời điểm hiện tại, gia đình chưa nhận được bất kỳ văn bản nào về việc đình chỉ học con ông, cũng không không văn bản nào cho con ông đi học trở lại, cả việc cho con tôi nghỉ học lẫn việc gọi con tôi đi học đều do giáo viên chủ nhiệm thông báo qua điện thoại với vợ tôi. Tuy nhiên chúng tôi có ghi âm cuộc gọi để chứng minh việc nhà trường yêu cầu con tôi nghỉ học ngày hôm qua, 4 phần 10, ông Hát khẳng định, cũng trong sáng nay, ông Hát đã chủ động đến trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân với mong muốn được nói chuyện với nhà trường. Theo lời ông Hát, tiếp ông là chủ tịch hội đồng quản trị buổi nói chuyện tập trung vào nội dung tin nhắn của ông trên nhóm lớp chủ tịch hội đồng quản trị cho rằng tin nhắn của tôi là bôi nhọ nhà trường tôi khẳng định là không nếu nhà trường muốn pháp luật vào cuộc để phân giải thì tôi hoàn toàn đồng ý ông hát cho hay về tâm lý của con trong ngày trở lại trường ông hát cho biết con có biểu hiện bất ổn không còn tự tin như trước hôm qua cháu nằm cả ngày không thiết ăn uống hôm nay cháu đi học với tâm trạng lo lắng Kể lại trải nghiệm kinh hoàng khi chứng kiến vụ xả súng tại trung tâm thương mại Siam Paragon, Thái Lan, khiến hai người thiệt mạng, tiếng súng vang lên trong trung tâm thương mại Siam Paragon ở Bangkok, Thái Lan, chiều ngày 3 tháng 10 phá tan sự náo nhiệt vốn có của khu mua sắm nổi tiếng. Trên tầng 4, Nguyễn Trọng Lâm, 28 tuổi, chủ một thương hiệu thời trang tại thành phố Hồ Chí Minh, nghe thấy ít nhất 3 tiếng súng ngay cửa hàng bên cạnh, buổi làm việc của Lâm và hai cộng sự trước khi gặp đối tác thời trang nước ngoài lập tức bị hủy bỏ. Bảo vệ nhanh chóng hướng dẫn đoàn người đang rối loạn tinh thần. La hét ầm ĩ Trốn vào nhà vệ sinh, tiếp tục một tiếng đoàn nữa, Lâm nhớ lại, vô cùng hoảng loạn. Những người Thái bên cạnh nói cho anh biết vừa xảy ra một vụ xả súng, khắp nơi là tiếng kêu gào, tiếng bước chân tháo chạy, các cửa hàng trong trung tâm thương mại đồng loạt đóng sập hai lớp cửa chống đạn, và nhà phát đi thông báo khẩn cấp bằng tiếng Thái và tiếng Anh. Cảnh sát Thái Lan triển khai đội đặc nhiệm đến hiện trường, tiếp cận từng người và hướng dẫn họ đến nơi an toàn, một người bạn của Lâm trên tầng 3 gọi anh chạy theo lối thoát hiểm để ra bên ngoài. Theo phản xạ, Lâm cố giữ bình tĩnh, cùng hai nhân viên chạy thật nhanh xuống tầng trệt vừa mở cửa cầu thang, anh nhìn thấy cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ tòa nhà. nhóm giơ tay lên cao, ra dấu hiệu là nạn nhân cần được hỗ trợ. cảnh sát bảo chúng tôi lên taxi hoặc bất kỳ phương tiện nào để thoát nạn. đúng lúc thấy một chiếc túc cúc, chúng tôi nhảy lên, lâm nói. người tài xế nhiệt tình đưa nhóm thoát khỏi đám đông hỗn loạn. đường phố trước siam paragon tắc cứng, bầu trời bangkok lúc này đổ cơn mưa lớn. người dân và du khách vừa bỏ chạy vừa la hét. hôm đó đúng là một ngày buồn của bangkok. lâm nói, đến một con hẻm nhóm người Việt chạy sâu vào bên trong, tạm trú ẩn cùng những người khác chờ nghe ngóng tình hình. Họ nghe thấy tiếng khóc của nhiều nữ sinh Thái Lan. Học sinh trong vụ việc xảy ra tại trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân, Hà Nội, đã đi học trở lại vào sáng nay sau chỉ đạo khẩn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, sau khi nắm được thông tin học sinh ca, tên học sinh đã thay đổi, lớp 12A3 trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân, Sóc Sơn, bị yêu cầu nghỉ học do lỗi nhắn tin xúc phạm nhà trường của bố, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có chỉ đạo khẩn yêu cầu nhà trường cho học sinh đi học trở lại, nhận định về sự việc này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Trần Thế Cương nêu quan điểm, học sinh có tội tình gì mà đình chỉ học. Việc này không thể chấp nhận được. Ông Cương nói thêm, ngày tối qua chúng tôi đã chỉ đạo, yêu cầu nhà trường phải để học sinh được đến lớp, không vì lý do mâu thuẫn gì đó giữa nhà trường và phụ huynh mà để học sinh không được đi học, sáng ngày 5 tháng 10, em đã đến trường. Ông Hát, phụ huynh em ca, xác nhận thông tin này với phóng viên dân trí. Ông Hát cho biết thêm, tính đến thời điểm hiện tại, gia đình chưa nhận được bất kỳ văn bản nào về việc đình chỉ học con ông, cũng không không văn bản nào cho con ông đi học trở lại, cả việc cho con tôi nghỉ học lẫn việc gọi con tôi đi học đều do giáo viên chủ nhiệm thông báo qua điện thoại với vợ tôi. Tuy nhiên chúng tôi có ghi âm cuộc gọi để chứng minh việc nhà trường yêu cầu con tôi nghỉ học ngày hôm qua, 4 phần 10, ông Hát khẳng định, cũng trong sáng nay, ông Hát đã chủ động đến trường Trung học Phổ thông Lạc Long Quân với mong muốn được nói chuyện với nhà trường. Theo lời ông Hát, tiếp ông là chủ tịch hội đồng quản trị buổi nói chuyện tập trung vào nội dung tin nhắn của ông trên nhóm lớp chủ tịch hội đồng quản trị cho rằng tin nhắn của tôi là bôi nhọ nhà trường tôi khẳng định là không nếu nhà trường muốn pháp luật vào cuộc để phân giải thì tôi hoàn toàn đồng ý ông hát cho hay về tâm lý của con trong ngày trở lại trường ông hát cho biết con có biểu hiện bất ổn không còn tự tin như trước hôm qua cháu nằm cả ngày không thiết ăn uống hôm nay cháu đi học với tâm trạng lo lắng